Tọa lạc trên đường Sương Nguyệt Ánh quận 1, Sakura Saku hay còn gọi là Sakura Việt Nhật. Nổi bật với lối thiết kế hiện đại và sang trọng, thoáng mát, những phòng VIP, những bàn ăn riêng biệt. Không những thế, không gian nhà hàng mang vẻ yên bình, ấm cúng mà bất kỳ thực khách nào đến đây cũng sẽ cảm nhận được. Đặc biệt, hệ thống bếp nướng không khói hiện đại được thiết kế gọn gàng, thuận tiện sẽ đem đến cho bạn những cảm giác thật thoải mái trong bữa ăn. Bạn vừa có thể thưởng thức món ăn, vừa trổ tài khéo léo nướng thức ăn cho những người thân của mình. Nhà hàng Sakura Saku chuyên phục vụ các món ăn Nhật và nhiều món ăn Việt nổi tiếng. Đối với người Nhật, chất lượng và độ tươi ngon của thức ăn là một điều kiện tiên quyết. Chính vì vậy, toàn bộ nguyên liệu cũng như gia vị được nhà hàng Sakura Saku chọn lựa kỹ lưỡng. Tất cả đều phải đạt những tiêu chuẩn hết sức khắt khe nhằm mang lại cho thực khách sự hài lòng tuyệt đối. Bên cạnh những nguyên liệu được nhập khẩu từ Nhật, nhà hàng còn nổi tiếng với nhiều món ăn chế biến từ thịt bò Mỹ, thịt bò Úc đảm bảo vệ sinh và giàu dinh dưỡng. Nhà hàng Sakura Saku có cả những đầu bếp Nhật mang quốc tịch Việt làm món Nhật với kinh nghiệm từ 5 đến 20 năm sẽ mang đến những món ăn ngon đậm đà hương vị hai nước. Đến với Sakura Saku, bạn và người thân sẽ được tận hưởng bữa ăn ngon trong không gian ẩm thực hiện đại và thoải mái. Không gian tiệc buffet được bày trí rất khoa học, bắt mắt. Menu buffet bao gồm hơn 30 món được chế biến theo phong cách Nhật Việt. Ngoài lẩu, sushi, tempura, hải sản, thực khách còn được thưởng thức nhiều món ăn Việt Nam truyền thống. Sự đa dạng của thực đơn không chỉ giúp các bạn đổi khẩu vị, mà còn đáp ứng nhu cầu ẩm thực của nhiều đối tượng khách. Sự cầu kỳ tỉ mẩn trong cách bày biện món ăn cũng góp phần không nhỏ tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt cho Sakura Saku. Sự kết hợp hài hòa giữa hương vị, màu sắc và cách trang trí, tất cả mang lại cho thực khách những trải nghiệm thật tuyệt vời, để thực khách cảm nhận thoải mái nhất khi thưởng thức những món ăn yêu thích. Đến với nhà hàng Sakura Saku để cùng trải nghiệm cảm giác ẩm thực tuyệt vời.